Út Nhi xin chào cả nhà. Đây là một cái dĩa này là con mực. Út Nhi luộc nè cả nhà. Luộc chấm muối ớt xả chanh ngon quá trời ngon cả nhà ơi. Thì con mực của Út Nhi kìa nè. Là Út Nhi đã rửa sạch nó hết trơn rồi nè cả nhà. Cái này Út Nhi mua là 2 kg, về Út Nhi rửa sạch làm sạch nó rồi nè. Thì bây giờ Út Nhi bắt lên Út Nhi nấu hết cả nhà. Út Nhi bỏ cái nồi cái bắt đầu Út Nhi đổ nó vô vậy chứ Út Nhi không có để nước ha cả nhà. Và rồi thì Út Nhi sẽ cắt sả này nè, Út Nhi bỏ vô cho nó thơm. Rồi còn cái cọng non non này thì Út Nhi sẽ bầm ra để mà bỏ vô làm muối ớt á cả nhà. Đó Út Nhi sắc nó vậy cho nó mau thơm, nó mau ra nó mau thơm. Đó Út Nhi sẽ bỏ cái sả này vô. Rồi cái này cắt nó nhỏ nhỏ vậy cả nhà. Út Nhi cắt nó nhỏ nhỏ vậy xong rồi bắt đầu Út Nhi sẽ hồi Út Nhi bầm nó ra cả nhà. Cái này thì cái cọng này ngay chỗ đây thì nó non á, thì mình mà làm muối ớt chanh mình ăn cho nó thơm, cho nó thơm xả. Đó Út Nhi để vô chén này đi nha, một hồi Út Nhi bầm nó. Tại vì Út Nhi sẽ lấy gừng nè cả nhà. Út Nhi cắt thác gừng nè, Út Nhi sẽ cắt lát lát á, Út Nhi bỏ vô đó. Đó, bỏ vô gừng xả. Rồi cái bắt đầu Út Nhi sẽ đổ một tí rượu nha cả nhà. Rượu này là rượu đào á cả nhà. Flower Vine nè, là rượu đào á. Rồi Út Nhi sẽ đổ vô một tí vậy đó. Rồi Út Nhi hả bắt bếp lên Út Nhi luộc thôi cả nhà. Không có đổi nước nha cả nhà. Út Nhi không có để nước vô thì cái mực này nó đã ra nước, nó sẽ ra nước á cả nhà. Rồi để nắp lại, dặn lửa lên luộc nó ở đó đi. Thì Út Nhi sẽ đi bầm xả đó. Bầm tí xả này lên bỏ vô hả muối tiêu chanh cho nó thơm. Tại vì trong lúc mình chờ đợi mình luộc cái này á cả nhà, thì mình bầm xả. Luộc cái này thì Út Nhi luộc khoảng chừng 15-20 phút rồi cả nhà. Cũng như sợ luộc lâu quá thì nó cũng bị dai á, tùy theo cả nhà mình luộc nha. Mình canh chừng nó, nhiều cũng canh chừng nó hết chứ. Cái xả này á cả nhà bầm á lâu ơi là lâu luôn á nha. Bỏ vô máy quay cái là hả xong, nhưng mẫu như hả trong khi chờ đợi hả luộc cái này nó như bầm luôn. Nhưng mẫu như thấy bầm như là nó thơm hơn hay là tại tưởng tượng ra cả nhà. Cả nhà thấy nó sôi lụp bụp lên rồi thấy không? Đó. Nhìn vô đây mình nhìn thấy nó sôi lụp bụp ở trong đó đó. Cũng như bỏ 2 muỗng muối vô ha cả nhà. Đó. Nó sôi lên quá sức chừng sôi luôn cả nhà, nó ra nước nhiều quá nha cả nhà. Rồi bắt đầu như bỏ xả vô. Xả này cũng như bầm như là cũng được được chứ không có nhuyễn lắm đâu. Rồi bây giờ Út Nhi sẽ cắt miếng ớt này ra nữa nè cả nhà. Ớt nữa như cũng sẽ cắt ra hả, nhẹ bỏ vô trộn nó lên thôi. Cái ớt này nó không có cay lắm nên Út Nhi để nhiều vậy đó nghe cả nhà. Chứ mà cay vậy mà để nhiêu đây chắc ăn xé lưỡi luôn á. Ớt này nó hơi hơi cay thôi chứ nó không có cay như là cái ớt của Việt Nam mình, ớt hiểm hay gì đó, nó cay lắm. Ớt này không có cay. Bởi vì cả nhà coi nè, đó nguyên một chén nhìn ớt không hả. Này cái này nó ra nước quá sách chừng luôn cả nhà. Út Nhi không có đổ nước nha mà nó ra nước như vậy đó. Đó cả nhà thấy không, cái gâu của nó gì đó ta, nó săn lại cả nhà là được rồi đó cả nhà. Rồi bây giờ Út Nhi sẽ nặn chanh vô cái muối ớt nha cả nhà. Tùy theo cả nhà mình muốn nặn chanh bao nhiêu. Út Nhi nặn hết luôn cả trái này luôn nha. Tại cái trái chanh này cũng như sao Út Nhi dắt nó khó quá, nó ít ra nước quá nên Út Nhi dắt luôn nguyên trái vậy đó cả nhà. Đó Út Nhi phải trộn nó vô gì cho nó ra nước một tí nè. Cái trái chanh này nó hơi bị khô, nó sôi lụp bụp lên nữa kìa cả nhà. Út Nhi không có đổ nước mà nó nước lụm bụm lịnh bảnh này luôn á cả nhà.
Ôi nhìn chân mưa ướt là hả chảy nước miếng rồi cả nhà ơi. Mình nhìn chén mưa ớt chảy nước miếng mà hả, cái nồi nó sôi lụp bụp lên nữa à kìa. Đó, quậy lên. Quậy chén mưa ớt mà hả chảy cả nước miếng luôn. Rồi thì bây giờ Út Như vớt nó ra nha cả nhà. Cái này Út Như để lửa nó hơi mạnh hay sao mà nó hơi bị chốc quá cả nhà. Rồi thì bây giờ cũng như sẽ để lên dĩa nha cả nhà, nhưng mà cũng như lót miếng xà lách này lên nè cho nó xanh xanh. Vừa xong rồi cũng như sẽ quấn cái xà lách, cũng như lấy xà lách này cũng như quấn luôn con mực cũng như ăn nha cả nhà. Đó, lót xà lách lên thành một cái bông. Lót thêm tí nữa đi cả nhà, ngay giữa này nè. Đó, ngay giữa này như lót lại tí nữa cho nó. Đó, giờ đây giờ vậy là được rồi đó. Giờ là dĩa xà lách thấy ngon quá cả nhà, giờ gấp mực ra thôi. Bây giờ gấp mực cái dĩa ăn nha, để chan muối ớt vô nữa cả nhà. À, để không vừa thôi, để ngoài. Con mực cũng như cái nè, đường với xả này là để cho thơm thôi đó cả nhà. Có nhiều con bị xúc gâu luôn cả nhà. Nó muốn xúc cái gâu ra luôn rồi. Đó, mấy cái gâu nè, mấy cái gâu nó xúc đây nè, rụng rời gâu ra hết rồi, quá sức chừng nước luôn cả nhà thấy không. Mình không có để nước mà nó ra nước như vậy đó. Rồi đây là cách luộc bạch tuộc cốt như đây. Không để nước, để một tí rượu đào vô thôi. Là chấm muối ớt xả ngon quá trời ngon. Muối ớt xả chanh rất là ngon nha cả nhà. Ăn nó giòn giòn nó ngon lắm cả nhà ơi. Rồi ôi nhìn cái này đó, cái chén muối ớt. Út Như xin chân thành cảm ơn cả nhà đã xem video ủng hộ Út Như. Chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui.